Chào các bạn. Thì ở buổi đầu tiên trong phần học Laravel này thì chúng ta sẽ tìm hiểu về PP trước, vì đó là những kiến thức nền tảng để các bạn có thể làm việc tốt với Laravel. Và cái kiến thức quan trọng nhất mà chúng ta phải nắm được trước khi làm việc với Laravel đó chính là kiến thức về lập trình hướng đối tượng. Đó, thì chúng ta sẽ dành cả buổi hôm nay cho phần lập trình hướng đối tượng. Tất nhiên là một buổi này thì sẽ không thể đủ được, và chúng ta sẽ cần những buổi sau nữa. Tuy nhiên thì hôm nay là buổi đầu tiên nên tôi sẽ nói qua, trong quá trình nói về kiến thức hướng đối tượng thì tôi vẫn sẽ nói qua những cú pháp cơ bản của tầng PP. Và bên cạnh đó thì tôi sẽ không đi quá sâu vào lý thuyết thuần túy, mà tôi sẽ đưa ra những cái concept trong hướng đối tượng mà nó sử dụng trong PP như thế nào. Đó, thì đầu tiên tôi sẽ tạo ra một cái file document ở trong phần đầy một này. Thì chúng ta sẽ follow từ trên và xuống. Và cái file document này là nó sẽ nốt lại tất cả những cái mà chúng ta giới thiệu và demo ở trên lớp. Đó, thì như các bạn biết là chúng ta để chạy được PP chúng ta phải sử dụng môi trường server. Đó, thì ở đây môi trường server cụ thể là Apache hoặc là Nginx đều được. Thì ở đây chúng ta đang cài một cái công cụ là Laragon mà tôi đã có bảo cả lớp mình cài trước khi buổi học này bắt đầu. Đó, thì Laragon nó là một cái package mà nó đã bao gồm PHP, MySQL, Composer, Node.js, Nginx, Apache và rất nhiều thứ khác nữa liên quan đến việc tạo môi trường để chúng ta có thể sử dụng được, chạy được code của PP. Đó, thì các bạn chạy nó lên. Thì để tạo một cái đường dẫn domain của thằng Laragon này thì các bạn hoàn toàn có thể kích chuột vào đây và quick app như thế này. Và các bạn có thể tạo ra một cái app với cái name cụ thể, sau đó thì chúng ta chạy với cái name đó. Ví dụ ở đây tôi có một cái domain là tôi tạo ra một, sau khi tạo xong ấy, thì nó sẽ nằm ở trong thư mục, trong thư mục Laragon www này. Đó, ví dụ ở đây tôi có một thư mục là Laravel class dev 1, giả sử như vậy. Đó, thì đây là những cái phần tôi chuẩn bị trước để mà dạy thôi. Đó, Laravel class dev 1, và đây cũng chính là cái domain mà chúng ta sẽ chạy, sẽ chạy ở trên URL này. Đây, nó là sẽ thêm bao gồm là chấm test nữa. Đây, đang chưa được, chúng ta chạy thử lên xem nào. Laravel class dev 1 chấm test. Sao vậy? Đang hiểu đây là HTTP, chúng ta sẽ chuyển chấm test như thế này. Đó, thì tại vì nó là HTTP thôi chứ không phải là HTTPS, và tôi vào đây một. Đó, thì ở buổi này chúng ta sẽ làm rõ đầu tiên, cái kiến thức đầu tiên chúng ta cần làm rõ đó là lập trình hướng đối tượng là gì. Chúng ta sẽ đi trả lời câu what. Đó, tôi viết tắt như vậy. Thì lập trình hướng đối tượng là gì? Thì các bạn bắt gặp cái khái niệm này ở hầu hết tất cả các ngôn ngữ, đặc biệt là những bạn mà học C Sharp, C cộng cộng hay là Java rồi thì nắm rất là rõ, và thậm chí là đi sâu vào từng cái concept trong hướng đối tượng thì các bạn sẽ hiểu khá rõ và ý nghĩa của cái việc sử dụng lập trình hướng đối tượng. Thì các bạn hiểu đơn giản như thế này: lập trình hướng đối tượng nó là một kỹ thuật lập trình, nó là một kỹ thuật lập trình, và nó chia cái bài toán ra thành đối tượng cụ thể để giải quyết nó. Tôi sẽ đọc và các bạn ghi lại thôi, tôi sẽ không nốt ở đây. Đó, nó là một cái kỹ thuật lập trình và nó áp dụng cho tất cả các ngôn ngữ. Đó, trong đó nó chia những cái bài toán ra thành đối tượng cụ thể để nó giải quyết, hiểu như vậy. Và những cái ưu điểm của nó là, của hướng đối tượng đó là chúng ta có thể tái sử dụng code. Đó, có thể phát triển code của mình trong tương lai nó dễ dàng hơn, maintain nó dễ hơn, nó mở rộng phát triển nó linh hoạt hơn. Và cái thứ ba nữa là hướng đối tượng thì nó có tính đóng gói. Đó, và quan trọng hơn nữa là
hướng đối tượng nó sẽ đưa ra cho chúng ta một cái chuẩn, một cái quy chuẩn để chúng ta viết code đó. Và cái quy chuẩn đó thì trong kỹ thuật lập trình thì nó có rất nhiều cái kỹ thuật, cái quy chuẩn, trong đó có một cái khá là hay, đó là cái SOLID. Thì các bạn có thể chủ động tìm hiểu thêm về một cái quy chuẩn về viết code theo chuẩn SOLID, cũng là một trong những cái rất hay, thì các bạn có thể tìm hiểu. Cái này mình sẽ không đi quá sâu đó. Tiếp theo thì chúng ta sử dụng nó như thế nào, thì ở đây tôi sẽ giới thiệu nó ở phạm vi của PHP đó. Thì để sử dụng nó thì chúng ta phải đi phân biệt được một cái, đó là class là gì đó và object là gì. Chúng ta cần làm rõ những hai cái này đó. Thì các bạn biết là lập trình hướng đối tượng là nó quy tất cả các vấn đề về một đối tượng để quản lý, về từng cái đối tượng cụ thể để quản lý. Ví dụ tôi có một cái bài toán là tôi muốn xây dựng chức năng quản lý sinh viên đó, giả sử như vậy, thì các bạn sẽ nhìn thấy là đối với quản lý sinh viên thì chúng ta sẽ có những cái đối tượng nào. Đầu tiên chúng ta sẽ có student, kiểu như vậy đó. Nó là một đối tượng thì chúng ta quy student về một đối tượng để chúng ta quản lý. Thì đối với sinh viên thì sẽ có giáo viên đó, của cái sinh viên đó, thì chúng ta lại có teacher đó. Thì đây cũng là một đối tượng để chúng ta quản lý. Khi các bạn phân tích cái bài toán quản lý sinh viên này thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ bắt gặp rất rất nhiều đối tượng ở trong đó đó. Hay là chúng ta, đối với sinh viên thì chúng ta sẽ có môn học đó, một cái chủ đề học nào đó cũng là một đối tượng. Hay là chúng ta sẽ có lớp học, class đó. Hay là chúng ta có, ví dụ như là điểm, quản lý điểm của sinh viên, điểm cũng là một đối tượng đó, điểm của từng môn học đó. Như vậy nếu mà chia nhỏ ra thì nó sẽ rất rất nhiều đối tượng. Thì đây là một cái ví dụ thôi đó. Và class là gì và object là gì, thì các bạn hiểu đơn giản như thế này. Class nó là một cái để có thể tạo ra nhiều object, đơn giản như vậy thôi. Class là cái để tạo ra nhiều object, nhiều object đó. Và cái object đó nó sẽ có những cái thuộc tính và những cái tính chất nó được định nghĩa từ bởi cái class đó. Nó tạo ra nhiều object và có cùng thuộc tính, tính chất. Chúng ta sẽ đi sâu hơn tính chất của class đó, thì từ đây chúng ta cũng suy ra object, đối tượng là cái gì. Thì đối tượng nó là một cái được tạo ra từ cái class đó, đối tượng là một cái được tạo ra từ class đó, từ class. Nó ngược lại thôi, object thì được tạo ra từ class và mang những đặc tính của class, và một class có thể tạo ra n đối tượng đó, và một đối tượng thì chỉ thuộc một class thôi đó. Các bạn nhớ cho mình như vậy. Và cái đặc điểm thứ hai đó là các bạn hình dung là một class có thể tạo ra nhiều cái đối tượng và có những cái đặc tính, thuộc tính giống như cái class đó. Tôi lấy ví dụ, chúng ta có một cái bản thiết kế nhà, đó. Và từ cái bản thiết kế đó chúng ta có thể xây ra n ngôi nhà khác nhau, nhưng nó sẽ có những cái kiến trúc giống như cái ngôi nhà đã được thiết kế từ cái bản vẽ đó. Đó, thì lúc này cái bản vẽ thiết kế ngôi nhà nó là class, còn những cái chiếc nhà, những cái nhà đã được xây ra từ cái bản thiết kế đó thì nó gọi là object. Các bạn hiểu chưa? Đấy là về câu từ thì chúng ta hiểu như thế. Vậy thì class ở trong PHP nó được định nghĩa như thế nào? Thì chúng ta định nghĩa nó như sau. Đây, thì cái phần này sẽ là cái phần trọng tâm liên quan đến kỹ thuật. Thì ở trong PHP chúng ta định nghĩa một cái class nó như thế này.
Đó. Ok chưa? Như thế này là chúng ta đã định nghĩa xong một class ở trong PP. Đó. Vậy thì object nó được tạo ra như thế nào? Như các bạn biết là chúng ta vừa nói là object được tạo ra từ class. Vậy thì object trong PP nó được tạo ra như thế nào? Thì nó được tạo ra từ class, và cái cú pháp để tạo ra một cái object thì giả sử nó sẽ bằng tên biến, một cái biến ở đây, và tôi gán bằng new class name như thế này. Đó, có nghĩa là class object này được tạo từ cái class name này. Đó, bây giờ chúng ta sẽ cụ thể vào một ví dụ. Ví dụ tôi có một class là student .pp. Đó. Tôi sẽ tạo ra một file index để chúng ta chạy. Index.php. Ok, khi chúng ta chạy lên thì chắc chắn chúng ta sẽ chạy cái trang index này. Bây giờ tôi sẽ quay vào student, tôi sẽ định nghĩa cái class của tôi là student. Đó. Và lúc này tôi quay trở lại index. Để tôi sử dụng được cái class student này thì việc đầu tiên tôi sẽ phải require cái file student kia vào .php vào trong trang index. Đó. Lúc này ở trong trang index này của tôi đã có cái class student. Tôi muốn tạo ra một cái object. Object 1 đi. Từ student tôi để là obj student 1. Student 01 sẽ bằng new student. Lúc này có nghĩa là tôi đã tạo ra được một object là student 1. Tôi thử va đầm nó ra. Các bạn sẽ thấy là được cái kết quả như thế này. Đây. Tôi chạy nó lên. Đây. Đó, ở đây một. Thì các bạn thấy là tôi tạo ra được một object student 1. Đây. Đó. Và chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra nhiều object student từ cái class student kia như thế này. Đây. Đó, tôi chạy lên và tôi va đăm cái object thứ hai kia. Chúng ta tạo ra được n cái object. Đó, ok chưa? Tôi tìm ở đây để các bạn có thể dễ nhìn hơn. Đây, đó, thì chúng ta sẽ có student 2 này. Đó, các bạn hiểu chưa? Thì có nghĩa là chúng ta định nghĩa được class với PP là như thế này, và chúng ta tạo ra được các object từ cái class đó như thế này. Đó. Vậy thì một điểm nữa trong cái phần lý thuyết chúng ta có nhắc đến đó là cái object được tạo ra thì nó mang những cái đặc tính của cái class đó. Đó. Có nghĩa là cái object này được tạo ra student từ thằng student, và student có những cái thuộc tính gì thì thằng object này nó sẽ có những thuộc tính đó. Đó. Vậy thì chúng ta lại phải đi làm rõ khái niệm là thuộc tính là gì. Thuộc tính property ấy. Property. Đó. Nó là gì? Không biết tôi viết đúng hay không, tạm thời chưa quan tâm. Thì chúng ta sẽ nói đến thuộc tính. Thì ở trong PHP hay trong những ngôn ngữ khác cũng vậy thôi. Thuộc tính nó được định nghĩa như thế này. Nó là biến được khai báo trong class và có kèm theo cơ chế. Cơ chế thì cái từ cơ chế này thì có rất nhiều cái keyword khác nhau. Đó, cơ chế ở đây là gì? Nó là, có thể các bạn làm quen với cái keyword khác, nhưng mình thì mình hay dùng từ cơ chế, và mình sẽ giải thích về cái từ cơ chế này. Nó là quy định, quy định phạm vi truy cập của một thuộc tính. Thuộc tính đó, nếu mình nhắc ra ba cái keyword này là các bạn nhớ ngay, đó là public, protected và private. Đó thì các bạn liên tưởng đến ngay. Đó, cơ chế nó sẽ là cái này, ba cái này. Đó, quy định cái phạm vi truy cập
của cái thuộc tính đó. Thì làm thế nào để chúng ta có thể định nghĩa được một thuộc tính ở trong class? Thì các bạn thấy làm đúng theo cái khái niệm này thôi, nó là một biến được khai báo ở trong class và có kèm theo cơ chế. Có nghĩa là giả sử sinh viên thì có thuộc tính là name. Đấy, thông tin của sinh viên thì nó gọi là thuộc tính. Thì chúng ta định nghĩa, ví dụ tôi để là public name. Đó. Hay tôi để là protected password. Đó, thông tin thì sinh viên sẽ có thông tin là password. Hay tôi để là email. Đó, email thì tôi để private. Và private sinh viên thì sẽ có địa chỉ. Đó, thì đây là những cái thuộc tính, nó là đại diện cho những cái thông tin cơ bản của một cái đối tượng mà mình quản lý. Và cụ thể ở đây là đối tượng sinh viên với các thông tin cơ bản là name, email và address. Đó, ok, chúng ta chạy thử cái này lên. Thì các bạn thấy là, à đây, lúc này các bạn thấy là từng cái đối tượng được tạo ra từ cái class sinh viên thì nó mang đầy đủ những cái thuộc tính mà class sinh viên này nó đang quy định. Đó chính là name, email và address. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Đó, đúng như khái niệm mà chúng ta nêu ra ban đầu. Đó, nó mang những cái đặc tính của cái class đó. Đó. Thì ngoài những cái thuộc tính thì trong class nó sẽ có một cái nữa, nó gọi là những cái phương thức. Phương thức thì mình xin giải thích thêm một chút. Phương thức là gì? Phương thức là nó đại diện cho những cái hành động của cái đối tượng đó. Ví dụ như hành động của đối tượng đó và nó thể hiện ở trong class. Ví dụ như đối với sinh viên thì chúng ta có những cái hành động. Thì nếu mà câu từ và liên hệ đến thực tế thì sinh viên nó sẽ có những cái hành động như là đi học này, làm bài kiểm tra này, đấy, test này, hay là ABC, những cái hoạt động của sinh viên. Nhưng mà trong hệ thống, mình gọi là trong lập trình, thì những cái phương thức mà chúng ta sẽ nghĩ đến khi mà quản lý đối tượng sinh viên, ví dụ như là thêm này, sửa này, xóa này, đó, rồi là lấy ra thông tin này, ghét này, kiểu kiểu như vậy. Thì đây là những cái phương thức cơ bản trong cái class sinh viên. Đó, thì các bạn định nghĩa nó ra về câu từ thì nó sẽ như thế này. Phương thức nó là một hàm, là hàm được khai báo, khai báo trong class và có kèm theo cơ chế. Đó, tôi giả sử như vậy. Đó. Vậy thì từ cái khái niệm này thì chúng ta hoàn toàn có thể định nghĩa được bất kỳ một cái phương thức nào trong class student. Để chúng ta quay trở lại đây. Ví dụ tôi định nghĩa ra phương thức để lấy ra tên chẳng hạn, thì tôi định nghĩa là function. Đó, get name. Tôi giả sử như vậy. Đó, và tôi return list trở đến name như thế này. Đó, và để các bạn nhìn thấy là, à, rõ ràng nó là function được khai báo ở trong class có kèm theo cơ chế là public. Đó, và trong một phương thức của class thì có thể là có return trả về hoặc là không có. Thì những trường hợp nào là có, những trường hợp mà là get thông tin ra thì chúng ta sẽ có cái return trả về. Còn một số trường hợp chúng ta set thông tin, function set name, thì chúng ta lại sẽ không có tham số, không cần tham số truyền về, à, trả về, không cần return. Đó, hay nói khác là trong một class thì có rất nhiều phương thức và sẽ có những phương thức có return trả về và có những phương thức không có return trả về. Thì các bạn cứ hiểu đơn giản như thế này: những cái mà là set thì sẽ không có return chuyện trả về, còn những cái là get thì luôn luôn có return trả về. Và chỗ này tôi sẽ trở đến name bằng value như thế này. Đó, tôi giả sử như vậy. Lúc này tôi chạy lên thì các bạn thấy là đối với class này nó sẽ có thêm những cái phương thức. Tuy nhiên thì
cái va đâm nó sẽ không sâu ra đây. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ nói đến cái việc làm thế nào để chúng ta có thể sử dụng được một thuộc tính, hay nói khác là làm thế nào để chúng ta có thể access, truy cập vào giá trị của một thuộc tính hay là một phương thức trong class. Thì bây giờ chúng ta sẽ nói về vấn đề này. How to access. How to access property. Methods. Đó. Làm thế nào để chúng ta có thể truy cập được vào một thuộc tính hoặc là một phương thức ở trong class. Đó. Thế đối với tôi sẽ gán ở đây, đối với name tôi sẽ để là Nguyễn Văn An để chúng ta demo cho dễ. Đó. Tôi gán một cái giá trị cho thuộc tính Nguyễn Văn An. À, cho thuộc tính name là Nguyễn Văn A. Thì làm thế nào để chúng ta có thể lấy ra được giá trị Nguyễn Văn A và in ra màn hình? Đó, thì đó chính là việc làm thế nào để chúng ta có thể access vào cái giá trị Nguyễn Văn A. Thì chúng ta sẽ có hai vấn đề ở đây, đó là trong class và ngoài class. Ngoài class và trong class. Trong class. Thì chúng ta sẽ nói về vấn đề bên ngoài class trước. Ở bên ngoài class, để truy xuất vào bất kỳ một thuộc tính hay là phương thức ở trong bên trong class thì chúng ta phải thông qua đối tượng. Đối tượng. Đó. Chúng ta sẽ truy xuất thông qua đối tượng. Truy xuất thông qua đối tượng, truy xuất hay là access. Access thông qua đối tượng. Tôi lấy ví dụ, bây giờ tôi lấy Nguyễn Văn A thông qua cái biến name này đứng từ bên ngoài class thì chúng ta đã khởi tạo được đối tượng Nguyễn Văn A rồi. À, chúng ta đã khởi tạo được đối tượng từ cái sinh viên student rồi. Thì tôi sẽ truy xuất thông qua đối tượng là như thế này và tôi chọn mũi tên và dấu lớn hơn trỏ đến name như thế này. Đó, tôi để chung lại. Thì các bạn sẽ thấy là tôi lấy ra được Nguyễn Văn A. Đó, ok chưa? Đây là chúng ta đang truy xuất đến thuộc tính name là Nguyễn Văn A. Đó. Còn ở bên trong class thì chúng ta truy xuất thông qua từ khóa zip như thế này. Từ khóa zip. Đây, thì các bạn dễ dàng nhìn thấy ở phương thức set name, các bạn zip trỏ đến name. Thì lúc này cái name, biến name có đô la thì nó sẽ không có đô la ở đây nữa, và đô la nó sẽ để ở zip và bằng cái value như thế này. Thì ở trong class thì chúng ta truy xuất đến một thuộc tính hoặc một phương thức thì chúng ta sẽ luôn luôn dùng từ khóa zip như thế này. Đó. Và ở bên ngoài chúng ta muốn access đến cái thuộc tính và đến cái phương thức set name thì chúng ta chỉ cần thông qua cái đối tượng là obg student 1, chúng ta sẽ trỏ đến set name. Set name. Đó. Và các bạn thấy là phương thức set name lúc này chúng ta có tham số truyền vào, thì chúng ta sẽ truyền vào một cái tham số ví dụ như là Nguyễn Văn B. Văn B. Đó. Chúng ta chạy lên thì chưa có gì cả, bởi vì sao? Nó mới set. Lúc này chúng ta muốn lấy ra cái giá trị tên mà chúng ta vừa set thì chúng ta sẽ sử dụng thông qua hàm get name như thế này. Các bạn chỉ cần echo obg trỏ đến get name. Đó, là các bạn lấy ra được Nguyễn Văn B. Đó, ok chưa? Thì đây là cách chúng ta truy xuất đến một thuộc tính hoặc là phương thức ở bên trong hoặc là bên ngoài class. Đó, bây giờ chúng ta sẽ đi nói về cái cơ chế. Đây, lúc này các bạn thấy là tất cả các thuộc tính này, các phương thức chúng ta đều có kèm theo cơ chế. Vậy thì nó khác nhau như thế nào? Tại sao lại sinh ra ba thằng này? Thì chắc chắn là nó phải có sự khác nhau thì chúng ta mới có ba thằng này. Thì đối với mình sẽ nói về cái khái niệm của nó luôn. Cơ chế này. Thì đối với public, public thì nó cho access ở mọi nơi.
mọi nơi. Có nghĩa là trong, ngoài và class con. Đó, bên trong class, ngoài class và ở class con mà nó cái thứ protected thì nó sẽ chỉ cho access ở bên trong class và những class mình con của nó và class con. Đó. Còn đối với private thì nó chỉ cho phép access ở bên trong class thôi. Class con kế thừa nó cũng không thể access được. Kế thừa là gì thì chúng ta sẽ tìm hiểu sau. Đó, tôi lấy ví dụ. Chứ quay trở lại class sinh viên, tôi gắn cái thuộc tính name với cơ chế là protected bằng aaa@gmail.com như thế này. Và address tôi sẽ gắn giá trị là Hà Nội. Đó, thì làm thế nào để chúng ta có thể lấy ra được name? Nếu như cách thông thường thì chúng ta sẽ lấy thông qua cái đối tượng là student object này. Thông qua cái đối tượng obj student này, chúng ta trỏ đến name thì chúng ta lấy ra được name như thế này. Có đúng không? Đó, sau đó chúng ta trỏ đến email thì chúng ta sẽ lấy ra được email. Và chúng ta trỏ đến address thì chúng ta sẽ lấy ra là address. Thông thường thì sẽ là như thế này. Chúng ta chạy lên xem có vấn đề gì không. Đó, thì các bạn thấy là à, lúc này chúng ta thấy là chúng ta lấy ra được Nguyễn Văn A với cái thuộc tính là name mang cơ chế public, còn với thuộc tính email và thuộc tính address thì chúng ta không thể lấy được thông qua cái đối tượng ở bên ngoài class kia. Bởi vì sao? Nó ghi rất rõ đây là cannot access protected property. Sau đây tôi viết property nó bị sai từ đầu rồi, tôi sửa đi một chút. Property đây. Đó, thì các bạn thấy là à, qua đây các bạn thấy là public thì nó có thể access vào ở mọi nơi, có nghĩa là ở bên ngoài class. Đây, như thế này là access từ bên ngoài class này. Đó, thì nó có thể access được ở mọi nơi. Còn đối với protected thì các bạn thấy là ở bên ngoài class chúng ta access vào thì nó báo lỗi luôn, như thế này, cannot access. Đó, nếu chúng ta chuyển ở đây thành public thì chắc chắn là chúng ta sẽ lấy được đây, cái email. Đó, các bạn thấy email này. Đó, thì lúc này address là cơ chế private nó cũng không access được. Thì chúng ta sẽ chuyển ở đây thành public. Đó, thì chúng ta sẽ lấy ra được Hà Nội. Ok chưa? Vậy thì một bài toán đặt ra là giả sử tôi vẫn muốn để private và vẫn muốn để là public, à, protected, mà tôi vẫn muốn lấy ra là cái name này, thì có cách nào để lấy được không? Thì xin thưa là có. Chúng ta sẽ lấy cái giá trị email và address này thông qua một cái phương thức mang cơ chế public khác. Đó, ví dụ public function as email. Đó, chúng ta sẽ không lấy trực tiếp nhưng chúng ta sẽ lấy gián tiếp thông qua phương thức get email này. Thì từ zip này, à, từ phương thức get email chúng ta dùng zip để trỏ đến email như thế này. Đó, thì chúng ta sẽ lấy ra được email. Tương tự chúng ta có thể get address đây sẽ là address. Đó, ok chưa? Chúng ta sẽ chạy lên thì ở bên ngoài này chúng ta sẽ không trỏ trực tiếp đến thuộc tính nữa mà chúng ta sẽ trỏ đến get email và chúng ta sẽ trỏ đến get address. Đó, thì chúng ta hoàn toàn có thể lấy ra được các phương thức là à, các thuộc tính là private hoặc là protected thông qua một cái phương thức mang cơ chế public. Đây, à, chúng ta đang có một cái lỗi về cú pháp ở dòng số 12. Đây, nó chấm phẩy. Tôi gõ nhầm. Đó, thì các bạn thấy hoàn toàn lấy ra được, mặc dù lúc này ở bên trong này là private và protected thì nó sẽ không quan tâm nữa.
nó chỉ quan tâm cái phương thức mà nó cho đến này, nó đang là public hay gì thôi. Đó. Ok, thì đây là cái phần mở đầu về hướng đối tượng. Thì qua phần này thì sẽ giúp các bạn hiểu được hướng đối tượng là gì, cách định nghĩa nó, hiểu được cách định nghĩa class, hiểu được cách tạo ra một cái đối tượng từ class, hiểu được cách định nghĩa thuộc tính và phương thức ở trong class, và nắm được ba cái cơ chế public, protected và private. Đó. Bên cạnh đó thì các bạn cũng hiểu được cách để có thể access vào một thuộc tính hoặc là một phương thức ở bên trong hoặc là bên ngoài class như thế nào. Đó. Thì bài này tôi sẽ dừng ở đây. Ở phần tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu đó là kiến thức, những cái kiến thức tiếp theo trong hướng đối tượng như là kế thừa. Đó. Như là override thì nó sẽ như thế nào, và những cái concept khác nữa. Đó, tôi sẽ tạm dừng phần này ở đây để chúng ta sang một phần tiếp theo.